Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này: đi vệ sinh thấy 3 dấu hiệu này rất dễ bị ung thư. Nội dung thứ hai: móng tay có biểu hiện này có phải ung thư da hay không? Ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với lại nội dung đầu tiên. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của ung thư ruột nếu như bỏ qua những dấu hiệu bất thường của bệnh. Ung thư ruột không xảy ra đột ngột mà các tế bào ung thư phát triển dần theo thời gian. Ở giai đoạn đầu, ung thư khởi phát một cách âm thầm bên trong cơ thể và các triệu chứng thường không rõ ràng. Do những cái biểu hiện bệnh lý quen thuộc, nhiều người thường bỏ qua và chỉ đi kiểm tra khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn. Khi đó tỷ lệ chữa khỏi đã giảm. Vậy có dấu hiệu nào để nhận biết nguy cơ mắc cái bệnh ung thư? 4 dấu hiệu bất thường phát hiện khi đi vệ sinh là dấu hiệu cảnh báo ung thư ruột. Thứ nhất đó là phân sẫm màu, biến dạng, lẫn máu. Nhìn chung thì màu sắc của phân bình thường, chủ yếu do thực phẩm quyết định và thường có màu vàng nâu. Tuy nhiên nếu phân có màu sắc bất thường, kéo dài và xuất hiện máu trong phân, có khả năng bạn đang mắc bệnh ung thư ruột. Các khối u tại trực tràng, đại tràng có khả năng bị cọ sát, mưng mủ và chảy máu, được đào thải ra ngoài cùng với phân dẫn đến triệu chứng đi vệ sinh ra máu. Nếu mắc ung thư ruột thì phân thải ra sẽ bị nén lại, lõm, có màu nâu. Một số bệnh nhân cũng có thể nhận thấy phân màu đen, đây có thể là màu của máu khô. Người ta cũng thường cho rằng có hiện tượng chảy máu bất thường trong ruột. Nếu nó xảy ra cùng với các triệu chứng như táo bón thì tốt nhất nên tầm soát ung thư ruột kết hợp nhịp thời. Số lần đi vệ sinh tăng bất thường. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Sức Khỏe Tốt. Sự xuất hiện của ung thư ruột kết có thể kích thích niêm mạc ruột của bệnh nhân và gây ra những thay đổi trong thói quen đại tiện, thậm chí là các triệu chứng như tiêu chảy và táo bón. Tần suất đi vệ sinh ngày càng nhiều, số lần đi cầu trên 3 lần trên ngày, thậm chí nhiều hơn thì bạn nên cẩn thận hơn, kẻo ung thư đại tràng đã đến. Sự xuất hiện của loại ung thư ruột này có khả năng gây tắc ruột. Người bệnh không những bị tăng đại tiện mà còn bị táo bón lặp đi lặp lại. Vì vậy, nếu thường xuyên xảy ra những cái biểu hiện bất thường này khi mà đi vệ sinh, tốt nhất bạn nên cảnh giác và đi tầm soát càng sớm càng tốt. Đặc biệt, nếu trong gia đình đã có người mắc bệnh ung thư đại trực tràng thì càng phải chú ý đề phòng nguy cơ mắc bệnh cao. Các bất thường khác như là xì hơi nhiều, đau bụng khi đại tiện. Sau khi xuất hiện ung thư ruột, có thể do khối u ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và phân hủy thức ăn trong ruột, làm rối loạn chức năng của ruột, gây ra hiện tượng xì hơi. Số lượng lần xì hơi tăng lên và có mùi bất thường đều cho thấy đường ruột của bạn không được khỏe mạnh. Thường xuyên bị đau bụng khi đi cầu cũng là một dấu hiệu điển hình của bệnh. Ngoài ra, nên cần cẩn trọng việc giảm cân bất thường, không rõ nguyên nhân, thiếu máu mãn tính. Khi khối u phát triển, chất dinh dưỡng của cơ thể bị tiêu hao và các cái triệu chứng trên có thể xảy ra. Nếu bạn nhận thức thấy những cái dấu hiệu cảnh báo này kịp thời, bạn có thể phát hiện bệnh sớm và có phương pháp điều trị kịp thời, không dẫn đến những cái chuyển biến nặng hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. 4 điều nên giúp ngăn ngừa ung thư ruột. Làm thế nào để ngăn ngừa ung thư ruột bị tấn công? Hãy thực hiện 4 điều sau đây để cơ thể khỏe mạnh hơn, ung thư nào cũng phải tránh xa. Đó là thay đổi thói quen xấu. Cố tình tránh xa những thói quen và hành vi làm tổn thương cơ thể như thức khuya, uống rượu,
hút thuốc. Ăn uống lành mạnh. Hầu hết các bệnh liên quan đến thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, ung thư ruột cũng vậy. Do đó muốn khỏe mạnh thì nên duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, cân bằng dinh dưỡng. Ăn nhiều trái cây, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ và các loại thực phẩm khác trong chế độ ăn kiêng. Cố gắng ăn ít thực phẩm có nhiều đường và chất béo. Điều trị sớm các bệnh về đường ruột. Hầu hết ung thư ruột là do polyp đại trực tràng. Quá trình gây ung thư của polyp tuyến phải mất thời gian dài. Do đó, cần phải phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn của bệnh để có biện pháp và phương pháp điều trị kịp thời, ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài việc phòng ngừa thì bạn cũng cần phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Thông thường có thể thực hiện tầm soát bằng xét nghiệm máu ẩn trong phân bằng cái hóa chất miễn dịch, nội soi ruột kết, nội soi nang ruột kết, công nghệ chụp CT ruột kết, xét nghiệm DNA trong phân. Việc theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe thường xuyên sẽ giúp chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa và tầm soát ung thư ruột, từ đó giảm thiểu được nguy cơ mắc bệnh hoặc là tăng hiệu quả điều trị bệnh. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. Móng tay có biểu hiện này có phải ung thư da hay không? Móng tay đột ngột xuất hiện một dải màu đen nhạt chạy dài khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ ung thư. Điều dưỡng Đặng Thị Dịu Hiền từ Trung tâm Da Liễu Dị Ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ rằng dải sắc tố tại móng là một thuật ngữ y học dùng để mô tả sắc tố đen hoặc là nâu trên móng, được đặc trưng bởi sự xuất hiện của một dải tố, một phần hoặc toàn bộ chạy dọc theo chiều dài móng. Biểu hiện này là do sự lắng đọng tế bào sắc tố melanocyte dưới móng. Các tế bào này thường kết hợp với nhau và cùng với sự phát triển dọc theo chiều dài của móng, tạo ra các đường tăng sắc tố màu nâu hoặc là đen. Tuy nhiên, chỉ dựa vào dấu hiệu này thì không thể khẳng định là ung thư hoặc là do sắc tố da. Thực tế có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của sắc tố đen hoặc nâu trên móng. Nguyên nhân gây sắc tố đen hoặc nâu của móng. Chấn thương móng thường bắt đầu trên hoặc gần guốc của móng tay, mụn cóc dưới móng tay, nấm móng, bệnh nhiễm trùng móng thường gặp, bệnh vẩy nến móng tay, rối loạn tự miễn dịch. Lichen planus, tình trạng viêm da được cho là tự miễn dịch, viêm quanh móng mãn tính, u hạt nguyễn nhiễm khuẩn, bệnh Addison, suy tuyến thượng thận do bệnh tự miễn, ung thư, nhiễm trùng hoặc khối u tuyến yên, do di truyền, do hóa trị, xạ trị. Ung thư hoắc tố dưới móng chủ yếu được phát hiện ở những người trên 50 tuổi và được coi là hiếm, chỉ chiếm 0,7-0,35% các loại ung thư da. Các dấu hiệu của bệnh bao gồm tổn thương chiếm đến 2/3 móng, màu sắc xám hoặc đen pha nâu, sắc tố màu nâu hoặc là dạng hạt không đều, các cái biến thể về màu sắc và độ nhạy của độ dày của móng dọc, sự biến dạng của tấm móng. Một trong những dấu hiệu chính của u hoắc tố dưới da là dấu hiệu Hutchinson, tăng độ rộng của dải sắc tố vùng gân, gốc, móng hoặc là hai bên. Tổn thương lành tính nhận biết sự xuất hiện của các cái sọc màu nâu nhạt đến đậm, song song và đều đặn về màu sắc. Đường viền sẽ được xác định rõ ràng và chiều rộng thường nhỏ hơn 3mm hoặc khoảng 1/10 inch. Ung thư hoắc tố dưới móng chỉ có thể được phân chuẩn đoán xác định bằng sinh tiết móng tay. Vì vậy, nếu có biểu hiện sắc tố bất thường tại móng, bạn nên gặp bác sĩ da liễu để kiểm tra và đánh giá. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.